cúc này. Thấy chưa? Thấy cúc rừng chưa? Nhanh chứ nha. Em lạ quá, nhưng mà cho ra cúc này. Hello anh em, hôm nay mình sẽ đi cắm cúc rừng. Dùng cung cúc này. Đây là cung cúc mình đã cắm sẵn cắm xung quanh. Thank you.
Có những cái đồ gà mè này. Có mẹ. Con thấy hai con vô lồn không? Ừ. Ồ, quần hai cái bãi luôn. Ta lạ luôn. Còn con nữa đâu? Còn nữa đi đường mố vô cái đoạn. Ý là chữ ở đâu rồi? Em biết biết chữ ở đâu em. Không dò liền. Thôi giữ con cái đi cái tiếp tục có. Mày để tao quay tao cái mẹt lắm mày. Quay mẹt mày. Quay mẹt mày. À, cút này. Dạ, thấy cút rừng chưa? Đồ mà đốc không vô giữa không vào hai cái bãi đồ mày. Tàu ngang cút cút đây chứ đụng tao vô vô ở miếng nó đụng thiết vậy. Trừ có hai con vô nó ở miếng chỗ trên chỗ cái giật phốt của ông vô giữa đó nè. Mày cửa không? Mày cửa đấu đèn á. Không gửi cái này ra đi mà. Ăn lẫn vô một lực cũng rồi đó. Mà đang có cái cài này cũng mày gửi bông lên luôn lên rồi. Chẳng có mua. Hay gửi đâu? Gửi rẻ. Lượm gửi. Cũng mập mày ngon ấy. Gửi cái nam công như đây thôi thì luôn. Chết bờ luôn. Con cút cục đuôi ăn bờ bụi nuôi mập mày mà. Tao thấy hai con chạy vô luôn mà đang. Đụ con này khó gửi bông này. Còn con này không à, lấy trắng bên đây rồi. Chúng mày thú nực.